bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Cái tên đó đã giết cộng sự của tôi. Anh ấy có người vợ xinh đẹp, một đứa con rất là đáng yêu. Anh ấy là một cảnh sát giàu kinh nghiệm nhất, có thể đánh bại một nhóm như anh. Anh phải nhớ điều này. Anh sẽ không được ra khỏi đây nếu như không khai những gì mà anh biết. Trời, tôi đã nói rồi, tôi không biết gì hết. Thì tôi thật sự không có biết gì, cho nên tôi mới nói là tôi không biết mà. Anh bị ngốc hả? Quên nhanh vậy sao? Tất cả cảnh sát ở Hàn Quốc đều đã được huấn luyện hết rồi, bao gồm taekwondo, hapkido, judo cũng như là kendo, nên chúng tôi biết nhiều cách để bẻ gãy một cánh tay. Chọn thực đơn đi. Tôi chắc chắn sẽ chọn một bộ phận để bẻ, không phải mặt. Mọi người kiểm tra micro đi. Máy quay số 4 đã sẵn sàng. Máy quay số 4 hãy sẵn sàng đi. Được rồi, sẵn sàng. Wow, thời sự thì phải truyền tải từ sâu trong tim. Nhìn vô thì tưởng cô ta vô tình, nhưng chắc chắn là cố tình. Khoan đã nha, không phải. Đó là bản tin của cô hay sao vậy? Anh gọi cảnh sát đi. Cảnh sát phải đến để còn bắt trộm nữa chứ. Mọi người vất vả rồi. Vất vả rồi. Rồi, được rồi. Vất vả rồi. Vất vả rồi. Nghỉ đi. Nè cô, cô đang làm cái gì vậy hả? Tôi đang làm báo cáo về chuyện các phóng viên đánh mất lương tâm mà thôi. Cô là người mẫu hoàn hảo. Ăn ảnh ghê. Cô đã đánh cắp ý tưởng và cả người cung cấp thông tin của tôi. Lên bản tin có thích không? Đừng lo, tôi sẽ làm mờ mặt cho cô. Nhưng vì kích cỡ ngực nên người ta sẽ biết là cô thôi. Chưa cái đó cho tôi. Nè. Tôi sẽ đăng ký làm phóng viên ở chiến trường CDA. Tất cả phóng viên ở đó đều hy sinh mạng sống để đưa tin mà. Không ai ăn cắp ý tưởng của tôi được. Nè, thôi đi. Tôi còn thừa hai ngón chân đó. Cần mượn viết bài hộ không hả? Nè cô kia. Thôi đi. Nè đứng lại. Nhìn đi. Cái đồ điên này. Sảng khoái ở trong lòng ghê đó. Dạ, tuyệt thiệt đó. Công nhận. Vậy hả, có thiệt không? Dạ. Phóng viên xong à, bộ cô có gì vui sao? Tiền bối, Chi An gần như hạ đôi gián đối thủ của cô ấy. Bá. Ở ngay trên sàn đấu luôn. Làm hai việc sao? Ui. Trưởng ban đang tìm cô đó. Nhưng trưởng ban cũng thích ý tưởng của tôi mà. Thích chứ, sao lại không? Có ai nói cái gì đâu chứ. Chúng ta vẫn đang tiến hành mà. Nhưng mà chúng ta chỉ thay đổi người đưa tin thôi. Trưởng ban muốn thay ai vậy? Trưởng ban muốn thay. Trưởng ban à? Chẳng lẽ là cô ta? Tôi cũng không muốn đâu. Nhưng mà người xem tăng liên tục khi tôi được lên bản tin đó. Phát âm của cô tệ quá nên mới như vậy đó. Cô cần phải luyện tập lại từ đầu đi. Để tôi cho cô mượn đồ luyện tập. Cô nói xong chưa hả? Tôi chưa nói xong đâu. Có não không vậy? Có tay không? Sao cô cứ cướp thành quả của người khác vậy chứ? Tôi làm vậy hồi nào chứ, cái đồ điên này. Lúc nào cũng vậy hết. Đồ ăn trộm. Trời, được rồi. Phóng viên xong là tay phải. Còn phóng viên trơn là tay trái. Nhưng trưởng ban thuận tay trái mà. Cô biết hả? Phóng viên xong, cô có năng lực hơn mà. Cho nên viết bài khác đi. Vậy thì tôi sẽ đi lấy một tin gây sốc về. Tôi sẽ dùng chính sức lực của tôi để viết một bài báo cáo điều tra cho trưởng ban biết tin tức thực sự là gì. Lúc đó trưởng ban cho tôi lên sóng trực tiếp. Không phải ngày nào cũng sẽ có tin nóng đâu. Như vậy mới là tin nóng. Số lượt xem của ngày hôm nay là... Ý, cô nhìn đi. Một cảnh sát hạ gục tội phạm bằng tay không nè. Chà, tuyệt quá. Sao? Cảnh sát đánh thường dân sắp chết luôn hả? Sao chỉ nghe những gì muốn nghe thôi vậy? Wow, đúng rồi. Anh ta đánh người ta tàn bạo quá đi mất. Mất ít nhất 5 tuần để hồi phục đó. Anh ta không phải là cảnh sát mà là một tên côn đồ. Tôi để ý lâu rồi nha. Tôi thấy cô rất là ghét cảnh sát thì phải. Ghét hồi nào chứ? Đúng rồi. Hồi trước có cảnh sát bị đâm chết đó. Anh ấy là cộng sự của viên cảnh sát đã chết. Nhưng mà bí mật đó hình như sau khi vị cảnh sát đó chết thì phát hiện tham nhũng, cho nên họ mới muốn chúng ta ngừng đưa tin về chuyện này. Nhưng mà nếu cái này lên sóng thì tôi sẽ chết. Vậy là chưa có ai biết chuyện này có đúng không? Anh có biết là đã tìm thấy phong bì đầy tiền ở trên bàn cảnh sát Chô hay là không? Quan trọng là anh có biết chút gì về vụ án mà cảnh sát Chô đang điều tra hay không? Ai đã đưa tiền cho cảnh sát Chô vậy? Rồi sao? Định đánh người hả? Chuyên môn của anh mà phải không? Cái chết phủ đầy tham nhũng. Chúng tôi muốn nó lắng xuống trước khi lớn chuyện. Vậy nên thôi đi. Rốt cuộc thì là ai vậy? Ai đã sát hại anh Han Chun như vậy chứ?
Đô Trưởng Du, làm sao đây? Các quan chức ở cấp cao muốn che đậy điều này. Còn nữa, sở trưởng cũng đang gặp rắc rối vì video đó của cậu. Nên tạm thời cậu ở yên một chỗ đi, đừng chen vô chuyện cảnh sát Châu. Tôi không muốn vậy. Anh Han Chun là gia đình mà. Cảnh sát là gì hả? Chỉ gì? Cấp trên không đồng ý mà không được bắt tù phạm giết gia đình mình hả? Công bằng mà nói thì anh Châu thậm chí còn không có thời gian nhận hối lộ. Nếu cả đội ngồi yên thì không phải quá bất công cho người chết rồi còn gì? Tôi cũng bức xúc như các cậu mà. Nhưng nghĩ đi, vì gia đình chết mà các cậu không điều tra vụ khác hả? Chúng ta đang cố gắng ngăn chặn những người khác không trở thành nạn nhân của những kẻ ác như vậy kia mà. Đồng Tắc à, không hiểu ý của tôi sao? Tôi là thằng ngu. Nè, nếu như cậu không chịu nghe lời của tôi thì nó phù hiểu. Nè, cậu làm gì vậy? Tôi xin nghỉ việc. Nè, cậu ta bị sao vậy? Sở cảnh sát Trung ương Seoul. Alo. Xin chào anh là cảnh sát Cha Đông Tắc đúng không? Song Chi An của NBC News. Bây giờ tôi muốn được phỏng vấn anh một chút xíu được không? Nếu là gì video trên mạng thì tôi không có gì để nói hết. Anh là cộng sự của cảnh sát Cho mới qua đời có đúng không? Sau khi anh ấy chết thì tôi nghe nói mọi người phát hiện ra là anh ấy có tham nhũng. Cô đang nói ai tham nhũng gì hả? Giật cả mình. Sao anh lại quát tôi chứ? Vì vậy nên tôi mới muốn điều tra đó. Tôi sẽ để cho anh nói những chuyện thật sự đã xảy ra mà. Sự thật là cảnh sát Cho Han Chun không có tham nhũng và mấy con người thu thập tin tức là đồ rác rưởi. Tôi cần phải điều tra thì mới biết là có thật sự tham nhũng hay là không. Nếu có thì đến mức nào thôi. Nói với phụ nữ cũng vô ích. Sao anh lại đề cập đến giới tính chứ? Phóng viên Song Chan đúng không? Tốt nhất là cô đừng có xuất hiện trước mắt của tôi ha. Nè, anh đang đe dọa tôi sao? Anh là một tên côn đồ, không phải là cảnh sát. Anh đúng là cái loại côn đồ tệ nhất. Cho nên đừng để cái loại côn đồ tồi tệ nhất này nhìn thấy cô. Ôi, anh ta cúp máy rồi sao? Đúng là rác rưởi mà. Nè, cô ra ngoài một lát đi. Cô cũng nên xem xét tình hình đi chứ. Ở đây giống như là một nhà tang lễ. Tôi sẽ gọi cho cô để nói về vụ án giống như các phóng viên khác ha. Thông cảm đi, xin lỗi nha. Ê, anh cảnh sát à? Anh cảnh sát. Họ muốn giấu phóng viên chuyện gì sao chứ? Kiểm tra lại một lần nữa đi. Không có bản sao lưu hay sao gì? Ê, trời ơi, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Ngày hôm đó tự nhiên hệ thống lại bị lỗi. Chúng tôi mất tất cả các tệp bao gồm bản sao lưu luôn. Làm vậy là đang gây rối trong giờ làm việc đó biết chưa vậy? Một lần nữa thôi. Ây, trời ơi, điên mất thôi. Anh đuổi theo ai đúng không? $10,000 thôi. Có thật là cô có thể thấy được kẻ mà tôi đang tìm kiếm không gì? Số mệnh của anh đã bị thay đổi vì lưỡi dao. Tay tháo ra đi. Vận mệnh biến đổi một cách thật thú vị. Rồi anh sẽ sớm tìm thấy một cộng sự đáng kinh ngạc thôi. Sau đó hai người sẽ phải dính vào với nhau như một cơ thể. Phải như vậy thì hai người mới sống được. Sở trưởng Majin Cook. Tôi sẽ làm theo lời của hai người. Chà, vụ của cảnh sát Cho Han Chun.
đã sắp tới hồi kết chưa vậy? À phải, vụ đó vẫn chưa... Bằng chứng tham nhũng đã được tìm thấy rồi mà. Cho nên làm qua loa rồi kết thúc đi. Nếu tên cha đồng tắc này làm gì đó mà không chịu lường trước hậu quả thì... Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Cô chắc không? Người chết là gia đình tôi, và người sống thì vẫn là gia đình của tôi. Chén của anh cạn rồi kìa. Anh biết một con thú làm sao chịu lạnh và đói để sống sót qua mùa đông không? Những kẻ khờ khạo thì thường túm tụm lại với nhau để đánh bại cái lạnh và sau đó chết đói. Còn những người thông minh thì lại đi xé cổ họng của người khác rồi sau đó là ăn thịt họ. Họ trú ẩn trong đống lòng thú. Giúp tôi một chuyện. Là cha đồng tắc sao? Chắc sẽ thú vị lắm đây. Không phải, mà là người khác sẽ làm cho đồng tắc không thể nhắc tới vụ án này thêm lần nào nữa. Làm giống như cậu ta làm. Tôi biết một người rất hoàn hảo đó. Đây là cô gái thứ tư trong tuần. Ôi, xấu tính thiệt á. Người vợ ở nhà chắc là buồn lắm. Hãy vào việc thôi. Tôi không quan tâm giá, chỉ cần to và lấp lánh là được. Bởi vì tôi quen nhiều phụ nữ xinh đẹp lắm. Ném mồi rồi. Ok, đồng tử co giãn ra rồi. À, chờ tôi chút nha. Hàm dân. Ừ, tôi nghe đây Minh Chương. À, chúng ta phải đi gặp mặt bạn cũ sao? Ồ, không đâu, không sao mà. Cho hỏi cậu tốt nghiệp trường cấp 3. Là trường trung học Huy Môn đó. Huy Môn, khóa 89. Ôi, thì ra là vậy hả? Trời ơi, tiền bối hèn sao? Hèn chi mà nhìn cậu quen quá đi. Cắn câu rồi, và sau đó thì nở nụ cười. Ôi trời, giám đốc Cang. Ôi trời, ôi, xin chào, phu nhân xinh đẹp. Nhờ giám đốc cho thông tin mua cổ phiếu mà tôi giàu to đó. Ôi trời ơi, thật sự cũng đâu có đáng gì đâu phải không? Vậy thì anh có muốn cùng hẹn hò và dùng bữa với vài gái đẹp không? Tiền bối.